này mà kiếm ký không chắc hơi bị khó luôn hả anh. Tâm chào gia đình mình nha. Đầu video Tâm xin gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến tất cả các bạn, anh chị em và cô bác trên mọi miền đang theo dõi video của Tâm. Cập nhật tình hình với gia đình mình đó là nay Tâm với mấy anh em Tâm là có mặt ở rừng nè. Cả nhà có thấy trên tay Tâm cầm gì không? Đây. Đó, một chùm này luôn nè. Thì cái hộp này là chắc không xa lạ gì với những anh chị em và cô bác thường xuyên hay đi rừng á. Thì đây là cái quả ươi nè. Thì mấy anh em Tâm là đi tới cái đoạn này á cả nhà, thấy có một cây ươi nè đó, mà bị người ta thu hoạch trước rồi đó. Đâm ra là nó rụng xuống mấy cái lá mà nó còn tươi vậy nè cả nhà. Đâm ra có mấy cái trái này nó còn non á, nó chưa có già. Tâm không biết là mấy cái trái non này mình có ngâm được hay không á. Thì này cũng xin giới thiệu với gia đình mình, thì hôm nay góp mặt với Tâm á vẫn là em Hạnh kìa. Hạnh ơi, chào cả nhà. Rồi áo xanh này là anh Trơn. Chào cả nhà luôn. Và anh Đậu nữa, anh Đậu ở đâu rồi ta? Anh Đậu lúc bên kia. Anh Đậu ở lúc kia. Anh Đậu ơi. Anh Đậu đang ở lúc tỉ bên kia á cả nhà. Thì mấy anh em đang tìm xem có cái hộp già không á. Chứ giờ trên tay Tâm á là được mấy quả mà nó non á. Không biết là mình ngâm nó có hiệu quả hay không á. Nãy giờ kiếm hiệu được mới nào chưa anh? Cái non non không phải không? Giờ đi lụm. Thì kiếm mấy cái quả mà nó cứng á, mình lấy, với còn Tâm sẽ lụm thêm một ít quả tươi tươi này để ngâm thử xem coi nó có nở ra không á cả nhà. Ô, trái này còn lá luôn nè. Nó giống như cái kiểu như cái con nhặt sành hay con cầu cào vậy ha. Này chưa có to, có nhiều trái to lắm cả nhà. Đây, đây là quả ươi nè. Đã quá. Ngắt vỏ phần lá, lấy phần hộp thôi. Trời ơi. Nó xanh xanh đây nè. Ừ, đúng rồi đó, nó đó. Nè, đâu. Hộp này ngon nè. Nè, hộp này ngon nè. Đó, đúng rồi. Nè, lụm cái này nè. Ôi, nè đây nè. Nè. Ôi ơi, nó. Để em ngắt coi trái bự không nè. Nè, cái hộp này mới to nè anh. Còn hộp dưới nhỏ. Ừ, đã ghê em cái nha. Ôi ôi nè. Tha hồ mà ngắt luôn. Ôi, bị rớt hộp rồi. Đâu được 4 hộp nữa nè. Nó đen thui. Nhìn cắt luôn. Anh được một chùm luôn. Nè, đây hộp có lá luôn nè. Ừ, bên đây cũng vậy nè. Nè. Ừ. Đó. Em cũng mới làm một chùm bên này nè. Chí giò Tâm nè. Mấy lá xanh xanh nè. Ủa, đây nè. Không nhiều lắm. Nè. Trời ơi, đây nữa nè. Nè. Quá trời luôn đây nè. Nè. Ôi, nó rụng nhiều lắm đây nè. Lá xanh xanh là nó luôn á. Ừ. Đây nè, nè. Ừ. Anh ơi, bên vạt này nhiều lắm nè em. Ôi ôi nè. Anh một nắm đây nè. Ôi ôi, quá trời luôn. Cái cây ươi nó nằm trên đây nè cả nhà, nó rụng xuống á. Lúc tỉ trên đây nè. Ừ, thấy ham thiệt chứ, để Tâm ngắt cái phần này ra coi nè. Ôi ôi. Lọc rừng. Anh nhiều chứ em? Ngon ạ. À? Này là cái quả ươi tươi nè cả nhà. Em Hạnh ơi, em có dao sẵn đó, em đẻo giùm anh cái trái này ra. Anh nhìn bên trong đó. Nè. Ồ, nó có cái cơm trong nữa. Cái lớp nhựa nhựa này là nở ra nè phải không? À, đúng rồi. Lớp rìa ngoài. À, cái rìa này là nó nở ra nè phải không? Đúng rồi. Mà cái này chưa có nhiều. Có xíu. Đúng rồi. Ờ, cái nhựa nó dẻo ghê nó ta. Nó nhiều lên, nó nở cục cỡ vậy nè. Này là bị người ta chặt rồi á cả nhà. Mấy anh em đi lụm mót lại. Nè. Ê, mấy trái này có được nè. Cái này cứng nè. Ừ. Đây nó bự nè em. Ủa, cái trái này lá trè. Anh lụm đúng cái lá trè. Nào. Anh lụm một nắm luôn hả? Không phải. Đó. Sao không phải trời? Không phải đâu. Ủa, cái này sao em nhìn giống cái trái gì á, nó cứ ngắt hả? Cái này của hộp của trái gì nè, cái này là của như nè, cái hộp cao đó. Nè, cái hộp ươi nó khác nè. Có chừng cái này lộn hộp đó, anh ơi. Nè. Ờ, thấy rồi, biết rồi. Khác cả không? Nè. Đúng không anh? Nhìn trái của anh Đậu lụm khác cái trái này ha. Kỳ vậy. Nè. Ủa, nè. Nè, anh có 3 quả, em một nắm luôn. Anh Đậu lụm. Làm trái gì hết, cái gì luôn. Sao rồi? Nè,
đâu anh? Cái này cái dài phải không? Hộp nó mới dục như thế đúng phải không? Ừ này không phải anh ơi, nó cứng ngắc à, cái này cái hộp vậy luôn rồi. Thôi em lụm có cái cùi về cho chắc ăn. Nè, anh cứ lụm có cái lá về cho chắc ăn em. Được ba quả. Nó nè, cái già cái vỏ nó nhăn. Đúng rồi đấy. Làm như nó có cái lớp cơm ở ngoài đó. Ừ, trái này bự nè em. Nè, nó héo nè. Lãng quảng là già nè. Ngâm nở ra nha. Giống cái con nhạc sành không nè Hạnh. Nè. Cái này xanh xíu nữa, nhìn y chang luôn. Ờ, y chang như cái con nhạc sành luôn nè cả nhà. Để lửa một đó đi nha. Nó ngập 3 ngày bao nhiêu nở. Đây, đó. Kìa. Lọc của rừng, lọc của rừng. Nè, đây có mấy trái rồi nè. Lụm được trái nữa nè. Bên anh chứ còn không? Hết rồi. Hết rồi hả? Em cũng không gành về cái loại ươi này á. Để em lụm thử mấy cái hộp này về em ngâm thử coi cho nó nở không. Phải nó đủ đó mà nó có cái cơm như này nè. Ừ, nó có cái cơm xung quanh đó. Hộp bự ghê luôn nè. To lắm hả? Ừ, bự gần bằng con cái em luôn á. Hộp nó ngon á. Anh ơi, bên đó xuống luôn nha em. Dạ, rồi em đem xuống. Ừ, mình lụm một ít á về mình ngâm thử coi. Tối ngâm thử coi nó nở không. Nếu mà nó nở thì mình quay lại mình lụm nữa. Này, cái này nè, cái này nè. Dây nhỏ, còn dây nhỏ kìa, dây nhỏ kìa, nắm dây nhỏ vô. Dây này nè. Dốc cầu ghê. Lượm một hồi được nhiêu đây nè cả nhà. Tối này ngâm thử đi. Lần đầu tiên tâm ngâm luôn. Không biết là sẽ nở đi không. Hy vọng là nở cho Hạnh. Hy vọng nở có cái để uống. Rồi bây giờ đi thôi. Tâm chạy cái thiệt. Kéo rồi. Này anh ơi sao. Đi anh ơi. Cả nhà mình có nghe cái âm thanh mà phía xa xa đó nó u u. Đó là những con dê rừng á. Thì bây giờ là tầm khoảng cỡ 5 giờ rưỡi rồi. Tầm với mấy anh là cũng tới được cái chỗ nghỉ ngơi. Thì cũng mới tắm sơ rồi mò được mấy con hến đang ngâm rồi. Em Hạnh thì lay quay ở chỗ là để ngâm ít hạt ươi á. Hến rừng cả nhà mình thấy không, con to ghê không? Hến nó bự nè. Con này dính nguyên cục sình đây. Nó nở ra dữ lắm. Cái này cũng mềm có ừ, đúng rồi. Dính. Nè như cái trái này nè nó có cơm nè Hạnh. Đúng rồi. À, trong này nè, ngay cái phần sau miếng vỏ này có miếng cơm. Đang nẻ rồi bỏ vô luôn. Đồ nó nở, nó đang nở rồi nè cả nhà. Đây cũng được ngon. Cái Hạnh hát tay nè. Hồi nãy Tâm không có biết là nó sẽ nở hay không á, nhiều khi sợ trái non nó không nở nên Tâm lụm một ít à. Thì nếu mà nó nở gì, chút là anh em lụm nữa, mai lụm tiếp. Ôi nó đặc luôn á anh ơi. Nè, cái nào không nở thì lừ nè, nở chạy này nở mới ghê nè. Trời ơi, nó nở ghê. Cái này như bóc cái vỏ này ra nhỉ. Chút hình như là mình lựa cái vỏ bỏ á. Bóc ra vậy nè. Là mình chỉ lấy cái phần mà nó nở ra thôi. Đó. Đúng rồi. Gì nè. Rồi bây giờ mình chế thêm nước vô đi, cho nó nở nữa. Đặt nồi luôn cả nha. Đây nồi à. Nổi đi. Nên bữa nay mình có nước đá luôn đó. Rồi. Có nước đá luôn. Đó. Đi trời nóng đi. Trời nóng này có cái này. Cái quả này nè, cái quả này nó nở mới nhiều nè ha. Bỏ luôn cái hộp luôn em ơi. Bỏ cái hộp luôn. Lột cái vỏ, bỏ cái phần hộp nữa rồi. Nó quá trời luôn rồi kìa. Hai nồi luôn. Hồi nãy tưởng nó không nở cả nhà. Giờ nó nở quá chừng luôn rồi. Mình thấy nó non mình tưởng nó không có nở. Nó kinh thiệt luôn. Nó quá trời luôn rồi nè. Hạnh đang lựa lấy cái phần vỏ ra nè. Ôi ôi, một nồi luôn rồi. Ôi coi chừng nhiều quá ơi. Tại mình còn đập đá nó. Nó lạc. Ôi ôi, giờ bắt đầu đá đường nè cả nhà. Một nồi. Đó, vậy xong cái hồi nữa anh em mình ngừng chén múc luôn ha. Ngừng chén nữa, múc vô. Cho nó mát, nấu bụng cho nó mát. Hấp dẫn lắm anh ơi. Ôi ôi. Động lên. Không, để nó tự ra nước anh khỏi chế rồi. Cho nước đá nặng ra. Rồi cái đậu lạnh lên là ăn mát lắm. Sạch luôn. Lạnh chưa? Đây là cái sản phẩm của
mấy anh em nè cả nhà. Hấp dẫn nha nha. Đấy, anh mời anh nè. Thử coi, thử coi có độc không, sao được không, lý không, có lý không, im không, còn không còn không nhiều lắm. Thử luôn đi anh, thử coi sao nghe cái vị nó sao, thơm không, im không. Này mời cả nhà cùng ăn hạt ươi với mấy anh em Tâm nha. Mời cả nhà. Mấy ơi. Ngọt ngọt. Mà nó giòn ha. Đúng rồi. Đã ghê em. Này em làm người chắc 2-3 chén luôn. Cái này mà biết phải có thêm một é nữa. Hồi chiều á. Nếu sao không? Hồi chiều là anh sợ nó không có nở, đâm ra anh lụm ít. Mà giờ nó nở vậy ngày mai mình lụm nữa. Em tính nó không có nở không luôn á. Nó nở vậy mai mình lụm nữa. Tính là nó đâu có nở dữ vậy. Tâm tưởng luôn, nó không có nở, ai về nó nở mà hơn tâm tưởng luôn cả nhà. Mình thấy nó còn hơi non á. Đâu chắc cỡ chừng mười mấy hộp cái nhiêu anh. Mà nó nở khoát một hai nồi luôn. Mời cả nhà. Quá đã luôn. Làm thêm chén nữa, xong rồi hồi nữa mấy anh em Tâm đi một vòng soi cửa ếch rồi luôn cả nhà. Vô. Và cả nhà nha. Bữa nay mấy anh em lên đây tối quá chưa có đi săn bắt gì được trơn. Ngày mai bắt đầu mình đi thả câu rồi anh. Câu. Dạ. Mấy anh em lượm mấy hộp ươi này làm ăn thử, tưởng nó không nở thì không nở quá trời. Mà ngon ha anh. Ăn cảm giác mát ha anh. Anh nuốt lia lịa luôn. là anh khổ đã. Đó bao vô hành, thấy không? Bao nhẹ nhẹ. Ở giống mới trọng quá à. Đó ngồi rồi. Bao nhẹ nhẹ thôi. Đó. Con này ít xanh hết đen này, đen. Ê, nó chuẩn bị nhảy nhà nơi. Ít xanh, con này ít xanh. Bỏ chèo ra, chuẩn bị nha, chuẩn bị chụp nha. Trời ơi, hay dữ vậy. Có sao không, anh nghe gì cái đất hả? Cây mục ha, có sao không em? Không. Trời ơi, nó liều nó bay theo luôn kìa. Vậy đâu. Con ít xanh đầu tiên của mấy anh em. Có sao không? Coi tay coi, nãy cái tay nó chụp đó, coi lại coi. Không có bị gì hết. Không có gì đâu kìa. Em sợ gai thôi. Trời ơi, bay chụp thiệt chứ. Con nào mà khó quá bỏ nha em. Rồi. Để nhiều khi rồi. Cây được không đó. Nó vừa nhảy thấy nó ngồi đó em chụp luôn. Rồi, đang chạy thiền cái Tâm gặp á. Rồi bắt đầu cái mấy anh em tấp vô liền luôn. Ngon ha. Ít xanh. Đâu không? Hai con mắt luôn kìa anh. Thấy không? Ở trên này. Bạn dầm vô, con nó bự đó. Bự, con này bự lắm á nha. Nè, ngồi nè. Gần cả đèn nó bự kìa. Nhẹ. Thì từ từ nè. Chụp một cái một phát một cho nó chuẩn luôn nè. Đừng có đẩy nó nha. Hút. Ê, cẩn thận. Hồi hộp quá vậy. Anh thấy hạnh chụp ghê không? Cắt dây. Anh thấy hạnh chụp ghê chưa? Một sao bộ. Con nó bự với hạnh. Bự lắm. Con này bự quá luôn. Khúc tới đây thôi. Tới đây rồi. Dòm nó vô một sâu luôn á anh. Một sâu dài vậy rồi lắm rồi đó. Nói ra hay mà anh. Đó. Chụp đi. Sao lưng. Anh. Sảy. Dính không? Chạy rồi. Nó nhanh quá. Mấy con này nó nhát quá. Ủi vô luôn. Nó dạng quá luôn kìa. Đó. Chụp luôn. Anh ủi gãi cây luôn. Đâu quay anh coi. Quá. Thấy không? Đó, sao không? Bự nè, bự sao qua. Thấy này. Con nào nãy chào bá không? Lại con này cũng bình lớn. Con gọi cho qua thấy hết trơn. Mập con lùn luôn. Mập con quay luôn. Kìa thấy rồi.
ngồi vậy hả? Chạy dạng ghê ha, dạng lắm. Ồ được không? Thôi rồi cỡ này là ngon rồi, cỡ này em ngồi lay quay cái nãy cũng được mấy con rồi nè. Đó bữa bánh xanh thì ngon hết xanh. Bắt nghe nhẹ nhàng quá ha. Cầm cái bò xanh đó coi. À, cái lưng nữa nè. Bông. Ếch xanh với ếch đen. Xanh đen. Đại hội ếch xanh với ếch đen. Xanh đen. Tới giờ khéo tay rồi, nó bự. Nhìn từ xa nhỏ lại bự vậy ha. Đúng không anh? Ừ, đúng không? Ừ, từ xa qua mà. Mình ở bên sông á, mình nhìn qua mình tưởng nó nhỏ. Cái loại này là nó dài lắm nè cả nhà. Loại này nó không dưới 2 tấc á. Ok nè. Này xanh hay đen hả? Xanh. Này xanh nè. Tối nay giờ anh em trúng mùa ếch luôn. Anh ngồi đầu chụp giùm anh nha Hạnh. Anh ngồi sau anh chạy thuyền rồi. Bắt chung con cá luôn á. Hãy đi ra lại. Đó, ếch xanh thả luôn. Hai con xanh nè ha. Chân vịt nó chém vô cây không à. Rồi. Chụp nó. Gọi thấy thả luôn không luôn. Ủa chớp. Gì đâu rồi. Anh đuổi chân vịt vô tới hôm này luôn rồi nè. Rồi đó gai. Gai hả? Ừ, cái đó cây gai, dây gai. Ôi rồi. Coi chừng trên lưng em kìa, dính trên lưng em kìa. Liên tiếp luôn. Wow. Liên tiếp luôn. Trời ơi, đợt nữa. Xanh nè, xanh nè, con bự đây nè, xanh nè. Qua luôn, qua luôn. Ôi, dính không? Dính rồi. Hay quá. Anh chui. Ông lấy. Ấy, nó ị đi. Ông lấy hiền này dữ quá anh ơi. Ban lùm lùm hàng hết luôn. Xanh. Nó xanh. Để em về ra lại. Đó, một sâu luôn rồi các nhà. Một sâu luôn. Ôi ôi. Trúng mùa hết rồi. Thấy chưa anh? Lụm. Trúng mùa. Tối nay đi vòng là dư ăn rồi. Cũng được ha anh. Không nhỏ đâu. Được á. Cỡ tay đâu nhỏ. Được. Ngon. Được. Cái này là ngon rồi. Quá êm. Cái lăng nè anh. Núp với cái lá nè. Đưa râu ra. Đây, cá quá trời đây. Ừ, cá đó nhiều lắm. Ủa, cái này mình văng lưới đây là có cá mồi nè. Mình văng lưới là có cá mồi ra cắm câu luôn á. Đúng rồi. Quá trời. Giờ bắt đầu mấy anh em đậu thuyền đằng kia. Nghe mình lội bộ lên suối chơi vòng hết cả nhà. Sẵn tìm thêm coi có ếch không. Đang còn nữa nè. Hai con lượt luôn. Lỗ hàng đá rồi. Này là vô hang luôn nè. Hai chú. Chạy. Được con ếch xanh nữa nè. Tôm hả? Tôm. Có dính không em? Ủa cái càng. Ủa cái càng tôm hả? Ừ. Tôm suối. Ừ. Im lắm đó nha. Đau. Ây da. Ây da. Trời ơi. Ủa. Đau dữ hả? Chảy máu luôn rồi. Đâu? Nè. Đâu? Trời ơi. Ông kẹ đút cái tay vô cho con tôm nó kẹp. Thử lực nha. Không đau. Ây da. Kẹp đau dữ vậy. Kẹp chảy máu luôn á. Hôm nay Tâm xài thử cái loại nhợ này nè cả nhà. Cái loại này là nhợ siêu bền nè. Thì cái này như là tải cá 40 kg ha anh. 43 kg nha, cho 40 đi ha. Là theo giới thiệu là cái người bán nhợ này nói là tải cá 43 kg cả nhà. Thì mua thử coi không biết là nó chắc không chứ Tâm thấy nè, nó nhỏ nè.
nó nhỏ thì nó thấy gì nãy giờ là tâm gị ra mấy lần luôn á, nó cứng lắm. Còn lưỡi là xài lưỡi số 7 U7 này, mồi hôm nay là tâm có chuẩn bị thêm một ít trái sung nè. Cái quả sung này nhìn đã ghê không cả nhà, nó chín mùi lắm rồi nè, giờ là nó bốc mùi nó thơm lắm. Và vẫn là mồi huyền thoại là trùng hổ nè, trùng hổ Bắc. Thì gia đình mình hỏi là trùng hổ Bắc này là tâm tìm hay là mua, thì cái này là mấy anh em mua cả nhà ơi. Tâm mua là người ta bán 350.000 một ký á. Nhưng tâm mua một mỗi lần mà đi vậy là tâm mua một ký với là ít trái sung. Có trái này mùi nè em. Trái đó cây này được. Quả đầu tiên là mình sẽ chơi quả sung. Giờ chỉ chờ rồi cá ăn thôi. Nói nổi lên ghẹo ha. Cá lại nè, lụm nè, thấy nó chưa nó gì đó hay không, phải nào nên nó cầm chạy đi luôn. Đó trời ơi, trời ơi, chưa nuốt nữa. Có còn bự lắm hả Nư? Không còn bự lắm. Ê, ăn hạnh. Dính hả Nư? Dính nè. Dính nè. Ôi. Lên. Con. Con này được ha. Cái này được rồi. Không có nhỏ. Rồi. Xem sảy. Cũng giải. Chưa gỡ cái nút rút ra. Có cá rồi nha. Có đồ ăn. Anh thấy mấy con bự lắm em. Đúng rồi em, cũng thấy mấy con cũng bự lắm. Đi đầu không à. Mà mấy con nó chưa kịp ăn nữa. Ăn lôi hả, lôi. Một con nữa nè Hạnh. Cái này lấy được rồi. Cái này cũng bự rồi, cũng được. Đi câu vậy cũng đủ ăn luôn á. Đi câu vậy là dư sức ăn rồi đó. Chiên ăn dư sức ha. Chiên ăn dư rồi. Vậy còn lại là mấy cái lưỡi kia là chờ cá lớn thôi. Cái lưỡi đủ ăn rồi đó. Hạnh ơi,
Hành ơi, con chúa bự lắm Hành ơi. Bọc qua Hành ơi. Nó chui lên lùm nó luôn rồi cả nhà. Thấy không, nãy em thấy không? Thấy, bự lắm. Cỡ nào? Thấy nó dưới nước là cỡ dài nè. Cái mình là cỡ này nè. Còn là cũng mấy ký á. Nó cái loại đó này nó lẹ lắm á, nó nguy hiểm lắm. Chín chưa đây? Chưa. Chưa chín cả nhà ơi. Nè. Nhìn như nhãn nha. Ôi ơi, mây rừng nè, trái nào trái nấy to ghê không? Chưa chín. Nè, cơm nhiều á nha, mềm nè. Mềm. Mềm. Cơm nhiều còn cứng ngắt à. Để giờ bữa chín này hái. Trái trái đã. Cậu chùm nước kìa. Trời ơi, quá trời luôn nè. Này ăn được. Cái mình ngậm vô ăn nó ngọt ngọt á em. Đã ít hơn nó chín hái. Gió lớn à. Gió quá. Sống quá trời sống. Này lúc trước nó tạp nguyên cái vàng một chút nè. Trời ơi, Vĩnh Anh ơi, Vĩnh Anh ơi. Gì vậy? Bự lắm kìa, kìa, kìa. Trời ơi, ủa không? Trời ơi. Ôi. Trời ơi. Trời ơi, nó bự kìa. Ôi, nó làm gì nó dính vô đây. Ôi, muốn lên đầu rồi nè. Cái lưỡi này kìa. Dính vô này. Bẻ luôn. Lên lên. Đơn. Trời ơi. Ủa, nó đẹp kìa. Trời ơi, con bự kìa. Tẩy chưa, anh nói rồi mà. Đổi lưỡi rồi, đổi con nhợ này, cái là ngon lành liền, thấy không? Con bự nặng lắm anh Hưng. Cái răng đó nè. Nuốt lưỡi. Con này nuốt lưỡi rồi. Nắm được không ta? Nó cắn chắc mệt mỏi luôn quá anh. Cắn à. Ai cầm nó coi, cầm đi. Phải. Anh nắm mình đây. Anh nói anh ông. Nặng lắm anh. Nặng lắm. Mấy ký á. Ghê chưa? Nè. Ôi ơi. Bự kìa. Ừ, nhìn kìa anh. Cái đầu nó này lên đầu luôn nè em. Ôi, cái đầu ơi. Đã kìa. Bây giờ để coi gỡ được không. Ê, nuốt tới trong rồi em ơi. Tới trong, cắt dây luôn đi anh. Cắt luôn ha. Cắt dây luôn đi. Tóm được mất. Còn lành đâu. Quá rồi. Ui, quá đã. Trời ơi. Tóm lượng khác, tóm lượng khác. No rồi đó. Ít rau phải vậy chứ ha em. Trời dày cũng ngon. Trời ơi. Sớm kiếm mấy con nhỏ nhỏ. Để đi ăn chiên. Cơm. Con nhỏ chiên á, già làm nước mắm á anh. Trời ơi, nó bự nè em. Đây nè. Quá hấp luôn. Quá hấp luôn nè cả nhà. Đó. Đầu thì cho nó cho thì cho nó sống. Dạ. Có lý không? Quá ngon luôn trời ơi.
Rồi xong. Vậy là có rồi, có cá rồi. Có cá rồi anh ơi. Mừng quá em. Hôm nay anh em mình nhỏ không? Bữa được con lươn à. Xong cái à, cá thì đâu có đâu. Có con lươn với lại con cá lăng nhỏ. Bữa nay em mới được con cá bự nè. À, đi tiếp nè. Trời ngủ trên ngủ nồng quá. Để em tóm cái lưỡi lại chứ quên. Chèo qua. Cũng mới vừa đi thăm xong được một vòng rồi thì cái kết quả là dính được một con tai tượng với lại tầm câu tai được hai con nữa, con bự tầm rộng ở trong cái đục này nè cả nhà đó. Thì còn hai con nhỏ là mình sẽ làm ăn. Nãy giờ đó là Tâm với em Hạnh cũng tranh thủ đi lụm ít hạt ươi là cái phần này đó, cái phần này là Tâm với em Hạnh mới lụm nè em, cái này là chỉ một mình Tâm thôi đó, còn em Hạnh là một bịch y chang như vậy nữa nè cả nhà. Đã ghê không. Em qua Tâm tưởng cái hộp nhỏ nhỏ này nè nó không có nở, mà vậy mà ngâm nó nở cũng to lắm cả nhà. Cái này là đi lụm mót là tại vì có người nào đó là người ta đi thu hoạch trước rồi đó, thì cái này chỉ lụm mót là thôi nè. Như cái hộp này nè là ươi bay nè, nó ra cái mọng luôn, mọc luôn. Ngon ghê. Ở hộp ăn thử ngon thiệt luôn đó cả nhà. Nó mình bỏ đường với nước đá vô ăn ngon lắm. Cái này chắc khoảng cỡ tầm nhắm nhắm coi ký mấy á, ký mấy này về để dành mấy anh em ăn. Cơm giờ là chín rồi, nóng. Đây là cái phần ếch mà hồi hôm Tâm với em Hạnh với hai anh bắt nè. Giờ mấy anh em kho nè cả nhà. Cái đồ này đã ghê. Chờ xíu cho nó đặt lại làm chung cơm này. Cá nó vàng ghê không? Thì bên đây là ếch. Giờ bắt đầu là mấy anh em Tâm dùng cơm. Mời gia đình mình dùng cơm với lại ghê. Mấy anh em Tâm nha. Giờ bắt đầu thử miếng cá nè. Ồ, vàng nha Hạnh. Chấm với bột mắm. Mấy con ruồi nó tấn công. Ở trong rừng này là ruồi với bơm bớm nó nhiều lắm cả nhà. Mình nấu đồ ăn là nó sẽ bay lại, bởi vì anh em phải tranh thủ dùng cơm á. Mời cả nhà nha. Mình chờ chuẩn bị ngồi nữa là 8 giờ rồi. Xong cái mấy anh em mình đi hâm công vòng. Anh cũng đi hâm luôn công anh đi. Xong hai mò lại tối dính nữa đó. Thấy giống như quả mít rừng kìa cả nhà. Mấy anh em đang đi hầm cái lưỡi câu đây nè. Cái tầm nhìn vô tao thấy giống trái mít. Ờ, trong trái nữa kìa. Kìa. Ở trong bờ đây nè, bên này, bên trái nè. Lúc trong bờ kìa. Phải mít không? Sao anh nhìn anh không thấy cái mít gì hết nè. Phải không? Cứ coi. Không có mùi. Mít rừng đúng rồi. Ở trong này nè, trong này con trái nè. Ừ, trái này còn sống nè. Trái trong kia nó đen đen kìa. Tìm đường vô giỏng em. Có, bên đó có một quả bị khỉ ăn á. Nó giục vỏ xuống. Chín không? Thấm nhăn hả? Mít rừng. Ăn sót. Ăn sót muối hả? Trời ơi.
Còn anh là lên để lên lụm cái phần vỏ đó kìa. Trời ơi hết mồi luôn rồi. Xéo rồi, nó đưa vô kìa thấy không? Nè, 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 nè. Rồi, dướng vô cây hay gì vậy anh ơi? Đâu nắm em gỡ, em dở dở nhẹ nhẹ lên coi có dính không? Rồi, nó lôi sảy rồi, nó lôi vô trong cây rồi. Thường cá mà nó lôi vô mấy nhánh cây này dễ xảy lắm. Có quát không? Không. Dây xiết lỗ tai em kìa. Rồi xiết lỗ tai thêm xíu nữa đứt cái lỗ tai. xéo rồi kìa em. Dính luôn kìa. Dính luôn hả? Ừ. Dính rồi. Dây trắng, dây trắng. Nó bự lắm anh ơi. Nó ngập rồi hả gì rồi kìa. Ui. Con nào con nấy đáng xong. Trời ơi cũng không có hô con kìa nãy đâu anh ơi. Vô rồi. Ừ nó quấn nữa kìa cả nhà. Con hồi nãy mà nếu mà tâm thâm không không thâm kịp sớm á là nó cũng giống như con này luôn nè. Nó hay bị quấn vô là nó sẽ ngợp à. Trời ơi nó bự kìa, dở lên coi. Lặn lên nè, lặn lên luôn. Con nào con nấy kìa. Đã ghê không cả nhà. Sướng quá ha. Trời ơi nó bự nè cả nhà ơi. Ghê không à. Con nào con nấy chà bá không. Đây là con thứ hai của Tâm với em Hạnh bắt được nè. Quá đã luôn. Con này ngợp rồi. Tối nay Tâm sẽ gác bếp nữa. Chút về căng thử Hạnh. Ờ căng con này với căng con nhà luôn. Quên. Còn cái số ve anh tưởng hàng gì anh thấy em bơi nữa ra. Chiều rồi cả nhà ơi. Giờ mấy anh em Tâm thăm một đoạn lên tới cái cây xa xa trước mắt mình nè. Đó cây này nè. Lên tới cái dãy núi cái eo núi đó là mấy anh em lại quay về. Thì tối mình đi thăm tiếp. Ôi nó trôi qua cái cây hay gì em? Ôi cái cây nó trôi ngang rồi nó ơi. Trôi ngang lên lửa. Ờ. Anh tưởng đâu là cá lôi. Hết mồi luôn. Anh tưởng cá lôi cả nhà, cái cây nó trôi á, cái nó gạt lên. Sao anh ổn không anh? Nào em mới ôi từ tắt máy coi. Ui ngon á. Nhìn vô Hạnh, cặp xuồng vô Hạnh. Trời ơi ghê vậy. Trời ơi rửa nó cái anh có nhớt à. Trời ơi ngon lành ha. Ngập luôn hả anh? Ngập luôn rồi. Ờ cái loại này nó vậy á, nó mới dính là nó dễ ngợp lắm. Ồ cái lưng bên đây nè, cái mặt bên này đẹp ghê không? Đen thui. Bên đây mấy con nữa hả? Hai con. Ôi ôi, quá đã. Nhỏ. Đồ nhỏ chứ còn nó cỡ 2 kg mấy anh. Dạ. Nặng lắm. Ừ, hai con trong đó. Vậy là anh được 3 con. Ừ, con ta nè, em được có 1 con nữa nè. Là tăng này của em là được 1 con nữa là tổng cộng là em 2 con. Thấy không? Bự ghê à. Bự cũng được rồi ha. Nhỏ hơn cá anh nè, con này nhỏ hơn con trong kia mà được á. Này nó ngợp thì tối mình về anh gác bếp nó luôn. Trời ơi. Chà chuyến này gác chắc sập cái bếp luôn. Gác sập bếp luôn. Bữa nay anh em được tổng cộng hết là 5 con đó nha. Tâm 2 con bự thì bên anh Đậu là được mấy con nữa nè. Ba con hai con nhỏ một con to. Đúng rồi, hàng nhỏ một con to. Nhỏ cũng 2 kg không bờ không có nhỏ đâu anh, lại quảng nó hơn á. Kết quả của Tâm nè cả nhà, 2 con. Bây giờ Tâm căng thử nha. Coi con bự nữa là nó nặng được bao nhiêu ha anh.
coi con bự nặng nhiêu ký. Đâu, ông trò. Ăn từ con trước. Anh bạn này trước. Ừ, móc vô cũng đây. Được, móc vô miệng em cái hang đó nè. Chết luôn hả dài? Ngợp rồi anh. Ngợp nữa hả? Nhây. Ừ, cái loại này là nó vậy mà. Muốn có sống dài hả anh? À, 2,8 kg. Con này 2,8 kg. Này, dạ căng lên. 2,8 kg. Rồi, một con. Còn con này nữa. Em đang căng. Căng coi là coi coi em đụng con bự này nó được bao nhiêu. Con nhỏ của em 2,8 kg rồi đó. Bự nè. Ui da. Trời ơi. Bén kìa. Cái đó bén lắm anh. Nó rọc anh một đường rồi nè anh. Ừ. Cái màng nó bén lắm. Nè đây nè, đang có răng đây nè. Này 8 mà. Ê, đứt. Ủa. Chạy trái luôn hay vậy. Em kiếm chỗ em móc vô trong cái màng đó. Con kia là 2,8 kg rồi. Nè nó mới cắt em đưa đứt một đường rồi. Cái màng bên hông á. Trời ơi Hạnh ơi, 4 kg. Nè. Thích mình lên cho đâu? Thích bò. 3,9 kg gần 4 kg. Nè. Trời ơi. Con nó 4 kg hả? Nè, 3,9 kg, 3,9 kg. Ôi, rồi hả? Ừ, nè. Quá êm, quá êm. Cái con mình lên coi. 3,9 kg. Con nó 3,9 kg hả? Ừ, 3,9 kg. Ôi, con nó 3,9 kg. Anh căng không? Căng sẵn em móc luôn nè. Đâu, căng này. Đây em đây là 2 con. Con này chắc 4,2 kg quá. Đâu? Để xuống em móc vô. Nè nè nè. Đây. Đây chạy một xíu. Rồi, thả ra. Thả ra. Ơ, 3,9 kg. Nè. 3,9 kg luôn. Bằng luôn. Đó, của anh 3,9 kg, của em cũng 3,9 kg luôn. Vậy là nó một lứa đó. Một lứa. Nè. Ôi, ngọt hết rồi. Để cho nó xuống đây luôn đi. Ôi ôi, cái nhà của cái nè. Ôi ôi, đây nè. Ngọt quá trời khủng khiếp rồi. Này nắm hết, nắm hết nó dở lên một lần nè, nó nhìn đẹp lắm nè. Ôi ôi. 5 con phải không? Ôi. 5 con. Quá đã, quá đã. Ôi. Ôi ôi. Ôi ôi. Cái này. Rồi, tí máy anh. Cái khủng luôn nè anh. Tổng cộng là bữa nay á cả nhà. À, là 4 anh em tâm săn được 5 con. Con nào con nấy cũng chà bá không à. Mà nó ngợp này là bây giờ mình phải làm để mình gắt bếp anh. À, chứ không ấy là nó sẽ bị ương á. Ương á. Ừ. Ừ, con của anh bằng size con của em luôn á. Nè con của em nè. Ý đây chứ. Rồi nó bự. 4 kg yếu. Ôi ghê ha. Ừ, cái nào cái nấy như vậy không nè. Đợi coi. Quá khủng. Làm xong cái dĩ gác cá rồi cả nhà. Ở đây là 5 con. 1 con, 2 con, 3 con, 4 con, 5 con. 5 con nào con nấy nha, nhìn bàn tay của Tâm nè. Nó to khủng bố luôn. Đó rồi cái mình ung củi ở dưới đây nè, cái hơi nóng á nó sẽ lên. Là mình cứ giữ nguyên như vậy nha, giữ lửa cho tới sáng á là cá mình nó sẽ khô lại. Thì nó rất là ngon luôn. Cái đó về là mình chỉ cần cắt nhỏ 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 ra là mình chiên mặn mặn ngọt ngọt và là mình ăn lại là ngon lắm cả nhà.
giờ là anh Trơn với lại anh Đậu là ngủ rồi cả nhà, còn hai anh em Tâm nha với em Hạnh là canh cái phần cá gác bếp nè. Nói chung là nó cũng khô khô hết rồi. Ôi ôi anh nhìn nè em, ngon cực kỳ luôn nè. Nè nè em nhìn nè, thấy không? Vàng gác tới sáng luôn cho nó khô hẳn hoàn toàn luôn cả nhà. Đụng tới nghe nó gạo 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 luôn rồi đó em. Con này chưa nè, bự quá. Của anh em nè, vàng ghê không cả nhà, thơm lắm luôn á. Giờ bắt đầu là mình bỏ vào bịch thôi. Cuối cùng thì bốn anh em Tâm cũng kết thúc cái chặng hành trình hôm nay rồi cả nhà ơi. Thì cái kết quả mà thu về á đã lắm, nói chung là rất là nhiều cá luôn. Thì bên anh Trơn á là dính buổi sáng này á là Tâm dính thêm được một con tai tượng rất là to nữa, tầm khoảng 4 kg á cả nhà. Còn Tâm thì được 2 con. Hy vọng những chuyến sau á là Tâm sẽ phá kỷ lục, tại vì có một chuyến trước á Tâm cũng 2 con, nhưng mà chuyến này cũng 2 con mà 2 con nó bự hơn chuyến trước á cả nhà. Thì sau khi mà mình cắm trại, mình câu cá, săn cá, bắt cá xong thì mấy anh em á thường á trước khi mà về á là mình phải dọn vệ sinh hết luôn, thì chẳng hạn như là những cái túi ni lông hoặc là những cái bọc mì mà mình vỏ mì á mình ăn xong, mình dùng xong á thì anh em sẽ gom lại đốt, sau đó là múc nước á tạt cho nó sạch sẽ hết luôn, tắt lửa hoàn toàn luôn mới về cả nhà ơi. Thì bây giờ á là lay quay dọn dẹp xong cái này, cái là Tâm với lại anh Trơn với anh Đậu với em Hạnh là cũng sẽ rút về đó, chạy về cái hướng mà phía sau cái núi Tâm nè. Sau lưng Tâm á cả nhà thấy có nguyên cái hẻm núi không, là chạy từ đây xuống dưới đó là khoảng 8 cây số là mấy anh em mới tới chỗ đầu xe rồi lại tiếp tục mình về. Hẹn gia đình mình lại những video tiếp theo của Tâm nha. Clip Tâm xin gửi lời cảm ơn và chúc gia đình mình thật nhiều sức khỏe trong một ngày mới. Chào và hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo. Chào cả nhà, dạy thôi.